Xin chào các anh chị, Kỳ Lân Luxury vừa mới cập bến một chiếc Vertu Signature S thép bóng da đỏ, cực kỳ đẹp. Một sự đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng và tinh tế. Đây có thể được coi là một chiếc máy phong thủy dành cho những ai hợp màu đỏ hoặc yêu thích màu đỏ. Bộ vỏ thép không rỉ được mài sáng bóng, và mặt kính phím được thiết kế như một tấm gương phản chiếu, rất là hay và cũng rất là độc đáo. Một chiếc máy với sự đơn giản, dễ dàng lựa chọn. Màu đỏ rất là nổi bật và rất là tươi. Màu đỏ có sự may mắn và tài lộc. Các anh chị nào thích chiếc máy này, hãy liên hệ với em qua số hotline 0901 247 247 hoặc trực tiếp đến với Kỳ Lân Luxury để sở hữu ngay chiếc máy này về cho mình. Và tại Kỳ Lân Luxury, tất cả sản phẩm đều có sẵn để các anh chị cùng đến chiêm ngưỡng và thưởng thức. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều.